Tuyệt đối không được lùi bước, càng né tránh tụi nó là càng tự dồn mình vào chân tường. Không được để cho tụi nó xem mình như đám rắn mất đầu. Tụi em ở mãi trong cái ao tù, anh thấy phí cả đời. Vô coi giùm anh vài sòng, anh có cơm lo cho chúng mày không có cháo. Đang học đúng bài của ba để chống lại ba. Tớ có thầy, chó phải có chủ chứ. Để coi nó còn múa trên cuộc đời này được bao lâu.